Xin chào mọi người ha. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Dell Latitude 5300 nha mọi người. Con này là cái cấu hình rất là ok cho dân văn phòng mà đặc biệt giá thì cực kỳ tốt luôn. Dell Latitude 5300. Cái vỏ ở ngoài thì nhìn tương đối sạch sẽ, tuy nhìn nghiêng á thì nó sẽ có những cái vết hơi mòn mòn đã qua sử dụng á mọi người. Nhìn trực diện thì không có thấy. Nhìn nghiêng thì đây nè mọi người, hơi mòn mòn nè. Nó rất là mịn ha, nó không hề cộm. Đây mình quay rất là rõ chi tiết cho mọi người xem. Những cái vết này mình nhìn trực diện khó thấy, nhìn nghiêng thì hơi mờ mờ thôi, bóng bóng đó, nó chỉ vậy đó mọi người. Đây nè, hướng xấu nhất là như vậy nè, mình thấy cái vết hơi bóng bóng nhẹ nhẹ, nó thực sự nó không có cộm đâu mọi người, nhìn trực diện không có thấy. Đây nha, các ngõ kết nối, ngõ này là ngõ sạc này, ngõ tai si, HDMI, USB nha. Bên này để xem thử có chảy xước cứng móp gì không, không có nha. Cái này là cũng khá là sạch sẽ, tương đối đẹp. Ngõ mạng LAN USB, ngõ SD, rồi tai nghe. Ở bên trong đây mọi người, màn hình 13.3 inch, màn hình Full HD, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Cái mẫu Dell Latitude 5300 là cái mẫu, là cái màn hình của nó là full viền, cho nên cái laptop rất là gọn, nhẹ, có 1,2 kg, tiện mang vác đi lại. Có webcam đồ đầy đủ, tắt bật webcam tùy theo cái mức độ bảo mật của mình. Đó, rồi đây cấu hình nó là i5 Latitude 5300 nha mọi người. i5 thế hệ 8, 8 CPU dành cho văn phòng á, và RAM 16GB. Với cái cấu hình này RAM 16GB là quá ok. Mặc dù là sau này muốn nâng cấp vẫn nâng cấp được luôn mọi người, nhưng mà thôi mình nghĩ là cái cấu hình như vậy là quá ok rồi. Chứ chả có ai mà i5 RAM 8 mà SD mà lộn RAM 32GB lận. Nên nó quá nhiều. Cho nên mình nghĩ RAM 16GB là quá chi là thoải mái, mọi người làm văn phòng rất là thoải mái luôn. SSD là 256GB. Màn hình là đẹp, không có bị phản quang, không có gì hết nha mọi người. Chỉ có là trên cái này là khi mà gặp lại thì là cái chỗ này mọi người, phím với lại màn hình thì nó sẽ chạm vào nhau, nên nó có cái vệt hằn bàn phím rất là khó thấy, không thấy được đâu. Khi mà tắt máy thì mình thấy là cái đây là cái trên cái tấm lụa của cái màn hình này, nó hơi trên cái tấm lụa. Mình không biết mình có thấy được hay không ta. Không thấy rồi mọi người. Đây nè, hơi dơ dơ. Nó hơi dơ dơ ở phía ngoài trên cái tấm lụa thôi, một tí vậy thôi, một đường thôi. Khi mà mình tắt máy rồi thì mình mới thấy, còn lại là không sao hết. Đây là mình nói để cho những khách khó tính đó, thì mọi người bỏ qua. Để mọi người đã khó tính rồi thì cái kiểu gì mọi người cũng không chịu. Nhưng mà dễ tính thì có gì nói, mọi người thấy nó bình thường. Tại vì máy cũ đó qua sử dụng mà khi mà gặp luôn lại cái bàn phím với cái lớp ở ngoài của màn hình nó dính vào nhau, nó hơi dơ dơ là cái chuyện đó là bình thường, không vấn đề gì hết. Đó vậy ha. Còn lại là ok, pin trên 3 giờ kèm sạc zin. Máy là hoạt động hoàn hảo. Phím thì mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok, phím rất là đẹp, không có bị mòn bóng hay gì hết. Góc cạnh tương đối sạch sẽ, cũng không có bị mòn bóng luôn. Bàn rê chuột đẹp ha, tí này thì hơi chày nhẹ tí nè. Đây, ok. i5 Gen 8 RAM 16 SSD 256GB Full HD nha. Full HD nãy mình bấm chưa ta? Đây ha. Rồi. Rất là chất lượng, và mình báo giá mọi người, con máy này ngoại hình thì như mình nói nãy giờ đó, không có lỗi lầm gì hết. Giá 5,7 triệu, ai chốt thì inbox mình ha. Giá cực kỳ tốt cho cái con Dell Latitude 5300 i5 RAM 16. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.